Con vợ nó nữa. Thôi bây giờ mình cho nó biết thiệt luôn đi. Rồi ông nói luôn đi. Nói nghe nè. Nói nè. Trước đây ta cũng như ngươi thôi. Ta cũng lầm lỗi, thấy không? Ta cũng cờ bạc rồi bán hết, nó là ruộng vườn nhà cửa. Rồi cũng nhờ cái ông thủ từ nè, ông cho ta ở vào đỡ cái miếu này, thấy không? Rồi cái nghe là ông nuôi nắng ta, ông dạy cho ta làm điều tốt, rồi bây giờ dạy cho ta làm ông thành tài giả nữa. Đi mướn đó, trời ơi, làm thần tài giả đeo ở đâu thì nó ngột đường chết. Trời ơi, vậy mà hôm nay hai ông á gạt tôi không à, thấy tôi khờ có gạt tôi không à, khổ quá trời. Không phải gạt con đâu, giả nhưng mà làm điều tốt thì cũng trở thành như là thật vậy đó con à. Thôi giờ nghe lời bác đi, nghe không? Về nhà đang nghỉ vợ mày, nghe không? Khoan, dạ. Chí thú làm ăn. Dạ con biết rồi. Biết chưa? Thôi. Bà nói nghe nè. Dạ. Bởi vì ở trên đời này á, bằng ơi, ở trong đời này là cho ta mà ra sự. Đừng cách đắng gieo nhân vô tình công thương xót, bởi đâu phải là thánh nhân mà phải lo cho muôn dân phúc lộc. Nhiều. Thôi, đi về xin lỗi vợ đi. Vậy con xin phép bác và anh thôi, xin phép đi về đi kiếm vợ. Bây giờ kiếm vợ phải không? Nè nói vậy nè. Đi đâu đó vậy? Thì em đi kiếm vợ. Khỏi kiếm. Vợ người ở trong miễu á. Kìa. Đó, thấy chưa? Đi. Xin lỗi vợ đi. Chậm ơi xin em hại ta. Sao anh nói phải tha thứ cho anh. Nói không ngờ em đã
tôi đành biệt. Bằng ơi, sao con không nắm lấy bàn tay của người vợ hiền chung thủy, để cùng chung lo xây dựng lại mái gia đình. Mừng vui lắm. Đây nè, nghe bác nói nè. Dạ. Gần tới giao thừa rồi, bác sẽ thắp ba nén nhang để vái với Phật trời phù hộ cho những ai mà có tấm lòng mà lạc đường như cháu bây giờ biết trở về nẻo chánh á. Nghe không? Anh Bồn ơi, thôi vậy bây giờ mình về mình lo gia đình đi anh. Con nó đang chờ anh ở nhà đó. Vậy hả? À, sắp đón giao thừa hả? Mình về thôi. Con về. Dạ, thưa ông con về. Dạ, thưa ông con về. Dạ, thưa ông con về. Ấy. Miếu quan. Bây giờ làm ơn đi vô. Chuẩn bị đón giao thừa đi. Rồi. Tôi ở đây tôi chúc mấy câu Tết cho coi. Rồi, tôi vô chuẩn bị. Ông chúc Tết rồi xong vô cúng giao thừa với tôi hen. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày xuân. Mừng đảng mừng xuân. Mời Minh Tâm xin gửi đến cho toàn thể quý vị hai câu giọng cổ được mang tên Áo Bà Ba kỷ niệm ngày xuân. Làm hôn lễ trắng quá xưa chưa nở lòng bên sát máu thì giặt lỗ giữa tình yêu làm tắt nghẹn tiếng cười. Qua mắt dội trao nhau mà trăm ý mình lời. Anh ở em đi hẹn ngày trở lại pháo đỏ rượu hồng em mặc. Lâu thề ước hẹn đám cưới mình xin lễ.
Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và lần đầu tiên cho phép nhóm KD gửi lời chào đến quý vị và quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Câu khúc đầu tiên KD xin được gửi tặng một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Quang Huy. Câu khúc được mang tên Ngày Xuân Long Phụng Xuân Vầy. Xin mời quý vị các bạn và quý vị đại biểu cùng lắng nghe.